Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quanh Kết News. Và đây là số phát sóng thứ 145. Cùng mình bắt đầu với những nội dung của số phát sóng ngày hôm nay nha. Một sự thật phổ biến về sản xuất là sản xuất đang trong trạng thái thay đổi liên tục. Cho dù thay đổi là cải tiến gia tăng hay sửa đổi, thường có thể dẫn đến những thách thức như vượt quá chi phí, vượt quá thời gian dự án và tình trạng trễ hạn được đặt ra trước đó. Vào ngày 20 tháng 8 sắp tới, Autodesk sẽ tổ chức buổi webinar với chủ đề Thiết kế hiệu quả các công cụ đã được chứng minh để tối ưu hóa sản xuất. Trong buổi webinar lần này, Autodesk sẽ cùng người tham dự thảo luận về cách triển khai các công cụ thiết kế nhà máy chuyên dụng có thể giúp giải quyết những thách thức liên quan đến những thay đổi phổ biến nhất. Hãy cùng Autodesk tìm hiểu cách người dùng có thể sử dụng Factory Design Utility trong bộ phần mềm Product Design and Manufacturing Collection để tối ưu hóa thiết kế nhà máy với các công cụ sử dụng máy, chi phí vận chuyển và phát hiện xung đột giữa thiết bị và các thành phần xây dựng. Tăng tính linh hoạt trong sản xuất, nhanh chóng tạo và xác thực các kịch bản mới, cải thiện thời gian đưa ra thị trường với việc phát hiện sớm các vấn đề cài đặt và cộng tác tốt hơn với khách hàng bằng cách sử dụng hướng dẫn ảo. Link đăng ký tham dự, Quanh Kết xin đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Tiếp nối cuộc thi nấu ăn ở quý 1, vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, Quanh Kết Việt Nam đã tổ chức buổi hội thao cầu lông nội bộ Wine Badminton trong khuôn khổ liên hoan của quý 2. Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một giải đấu cầu lông, mà còn là cơ hội để xây dựng văn hóa nội bộ, tạo sự kết nối và đồng bộ giữa các thành viên trong công ty. Hội thao cầu lông lần này không chỉ là một hội thao tìm ra đội chiến thắng, mà còn là một sân chơi ý nghĩa. Các đội tham gia đã tích cực tập luyện từ kỹ năng thi đấu, tư duy chiến thuật cũng như tinh thần đoàn kết luôn luôn động viên lẫn nhau. Từ đó đã thúc đẩy mọi người luôn phải cố gắng và nỗ lực hết mình. Trong môi trường làm việc hiện đại, việc tạo ra những hoạt động thú vị giúp tăng cường tinh thần đoàn kết trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hội thao cầu lông không chỉ là nơi để mọi người rèn luyện sức khỏe, mà còn là nơi giúp mọi người giải tỏa bớt đi những căng thẳng trong quá trình làm việc. Không chỉ là việc tham gia thi đấu, hội thao còn là dịp tạo ra để tương tác, học hỏi và mọi người gắn kết với nhau. Thông qua hội thao, các thành viên tham dự đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ và học hỏi lẫn nhau trong suốt quá trình thi đấu. Quanh Kết Việt Nam tin rằng hoạt động này sẽ góp phần tạo nên một môi trường làm việc tích cực, đầy sáng tạo và đồng hành trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một hoạt động trong chuỗi những sự kiện nội bộ của công ty, bước đầu đã mang lại nhiều ý nghĩa và góp phần tạo nên một môi trường làm việc tích cực và đầy sáng tạo. Autodesk trở lại C-Rap 2024, công bố những tiến bộ mới nhất trong AI tạo hình và quy trình làm việc hỗ trợ đám mây, giúp các nghệ sĩ tập trung vào sự sáng tạo và trao quyền cho các nhóm để làm việc hiệu quả hơn. Thực hiện cam kết lâu dài là cung cấp cho những người sáng tạo các giải pháp sáng tạo, tiết kiệm thời gian, Autodesk đã công bố phát hành Flow Generative Scheduling và một loạt các khả năng AI mới trong Maya và Flam được hỗ trợ bởi Autodesk AI. Flow Generative Scheduling được thiết kế để giúp các dự án chạy trơn tru cho dù đang lập kế hoạch cho một chương trình sắp tới hay phản hồi những thay đổi theo thời gian thực. Flow Generative Scheduling cho phép các quyết định quan trọng được đưa ra nhanh hơn và mang đến cho những người sáng tạo sự tự do và hiểu biết sâu sắc để hoàn thành các tác phẩm tốt hơn cho đúng thời gian và đúng ngân sách. Người dùng có thể truy cập Flow Generative Scheduling thông qua Flow Production Tracking, trước đây là SoftGrid, để có quy trình làm việc cộng tác được tích hợp chặt chẽ. Ngoài ra, các phiên bản mới nhất của Autodesk Maya và 3ds Max với sự hỗ trợ tăng cường cho các tiêu chuẩn mở và cải thiện mô hình hóa, hoạt hình, mô phỏng, phát triển giao diện và khả năng kết xuất nâng cao cũng được cập nhật. Vừa qua, Autodesk đã ra mắt AutoCAD phiên bản 2025.1, mang đến một loạt cải tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình cộng tác. Một trong những cải tiến đáng chú ý là tính năng Success Manager. Nó hỗ trợ xuất bản vẽ với các layer tùy chỉnh và cung cấp thông tin chi tiết về quá trình in ấn. Điều này giúp người dùng có thể dễ dàng quản lý và khắc phục các sự cố, đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của bản vẽ.
Bên cạnh đó, lệnh share đã được cải tiến, cho phép người dùng chia sẻ và chỉnh sửa các tệp DWG trực tiếp trên Autodesk Docs, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cộng tác trên AutoCAD Web. Tính năng Activity Insight cũng đã được nâng cấp, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, có thể tìm kiếm theo tên tệp, loại hoạt động hoặc thuộc tính cụ thể, từ đó nâng cao khả năng quản lý và kiểm soát dữ liệu. Tính năng Smart Lock được tối ưu hóa giúp đơn giản quy trình thiết kế. Với hộp thoại Convert to Lock, cho phép người dùng sửa đổi lựa chọn trước khi chuyển đổi và xác định layer cho các lock, giúp quản lý bản vẽ hiệu quả hơn. Các tính năng được nâng cấp trong bản cập nhật này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tăng cường khả năng làm việc nhớ, hỗ trợ người dùng làm việc hiệu quả hơn. Với những cải tiến trên, AutoCAD tiếp tục khẳng định vị thế là phần mềm CAD hàng đầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật. Song song với việc ra mắt phiên bản AutoCAD 2025.1, vừa qua, Autodesk cũng ra mắt phiên bản mới nhất của Inventor 2025.1 với hàng loạt cải tiến đáng chú ý, nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả làm việc. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với môi trường bảng. Người dùng giờ đây có thể sao chép nhiều flowchart trong một file hoặc giữa các file khác nhau, đồng thời dễ dàng bật tắt các tùy chọn Snap cho các điểm Inspoint, Midpoint và Center. Các thuộc tính của Fresh Data cũng được hiển thị rõ ràng hơn khi sử dụng lệnh Measure. Trong môi trường Assembly, tùy chọn Lock Rotation giúp ràng buộc xoay của tính năng Insert đã được bổ sung ngoài Model Tree, giúp nhanh chóng hạn chế ràng buộc của chi tiết mà không cần mở cửa sổ thao tác với lệnh như trước đây. Đối với môi trường Drawing, việc truy cập vào mô hình từ các Balloon trở nên thuận tiện hơn và người dùng có thể chỉnh sửa nhanh chóng các thuộc tính iProperty từ danh sách tag list, tăng khả năng tương tác cũng như cải thiện với chatbot mới InfoClean File khi import các file RVT giúp dễ dàng kiểm soát liên kết dữ liệu. Những cải tiến này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mở ra nhiều cơ hội sáng tạo và tối ưu hóa quy trình làm việc. Hãy cùng OneCAD khám phá những tính năng mới này trên Inventor 2025.1 và trải nghiệm đột phá trong thiết kế mà bản cập nhật mang lại nhé. Vừa rồi là tất cả những tin tức có trong số phát sóng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo. Chào tạm biệt.